rõ ràng không ủa người ta thừa gia đình ruột thịt của người ta ta, người ta sở hữu ủa mày không có quyền hạn gì trong này tại sao mày mày lại đứng tên tài sản của người ta mặc dù mày là con nuôi nhưng mà con nuôi là giấy tờ nhưng mà nó không hợp pháp có giấy tờ mà không hợp pháp nha chứ không phải là có giấy tờ mà mà hợp pháp đâu rồi mày 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 đứng tên trong đó toàn bộ tài sản, tài sản ở trong cái 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 tài sản đó, giấy tờ là đứng tên nó. Tại sao mày phải đứng tên đó? Mà trong khi mày không hưởng được tài sản đó, mà mày muốn giành, mày muốn đứng tên đó, thì có phải là mày đang làm mang cái tội lừa đảo không? Và đâu có phải là một mình nó, đâu có phải là một mình nó đi đi ù đâu? mà cái con mà là chủ mưu đó là nặng nhất à không phải con đó là thứ nhì thôi còn cái con mà đứng ra tên ấy, là cái con nó là nặng nhất và cái con mà chủ mưu á con nó xương xương thôi tại vì nó khôn bây giờ nó lên nói thấy tôi thấy người ta tội tôi ủng hộ vậy thế chứ tôi đâu có, có có liên quan gì đâu nhưng không liên quan gì mà có tổ chức ở trong đó đúng không? Mà có tổ chức trong đó thì thử hỏi cô chú anh chị có bị đi tù không? hả à, tôi nói thiệt với cô chú anh chị tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản đấy. Nếu mà phía bên phía gia đình ruột thịt của cố nghệ sĩ mà tòa giải quyết là hưởng được tài sản tất cả các tài sản của cố nghệ sĩ để lại thì cái con này nó đã là tay trắng rồi mà nó còn mang cái tội là tội lừa đảo nữa